Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 65 năm, ngày 27 tháng 2 năm 1955, trong bức thư gửi cán bộ y tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, lương y phải như tử mẫu. Thấm nhuần lời dạy của Người, trong suốt thời gian qua, ngành y tế Hưng Yên luôn nỗ lực hết mình để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt khi gắn với các phong trào thi đua yêu nước. 5 năm qua đã đánh dấu một chặng đường nỗ lực của ngành y tế tỉnh nhà với nhiều bước đột phá. Tháng 2, tháng để tôn vinh những người mặc áo blue trắng với nhiều hoạt động kỷ niệm vinh danh. Nhưng năm nay, ngành y tế tỉnh đang dồn tổng lực để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Rất nhiều y bác sĩ chấp nhận những nguy cơ lây nhiễm khi thực hiện công tác cách ly, cùng ăn, cùng ở với những trường hợp nghi nhiễm, làm sao để hiệu quả phòng dịch cao nhất. Không chỉ với việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác y tế dự phòng trong 5 năm qua đã đạt được rất nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhiều dịch bệnh nguy hiểm trước đây như tả, lỵ, thương hàn đã được khống chế. Các dịch bệnh mới xuất hiện như dịch cúm A, H5N1, H1N1, tiêu chảy cấp nguy hiểm, tay chân miệng, sốt xuất huyết đã được khống chế và dập tắt. Các dịch bệnh nguy hiểm như Ebola, MERS-CoV có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam và Hưng Yên đã được ngăn chặn kịp thời. Thì các bác sĩ y tế dự phòng luôn luôn tiếp cận với những các cái công tác phòng chống dịch và đi điều tra, giám sát những cái ca bệnh. Và đây cũng là một trong những cái yếu tố mà có thể làm cho cán bộ y tế dự phòng dễ phơi nhiễm cái lòng yêu nghề. Thì các bác sĩ, những người làm công tác y tế dự phòng, người ta vẫn tâm nguyện làm để phục vụ nhân dân, phục vụ sức khỏe của mọi người. Cùng với đó, công tác tiêm chủng mở rộng do sử dụng vaccine Quinvasem trong thời gian qua luôn được đảm bảo an toàn, không xảy ra tai biến đáng tiếc. Công tác phòng chống lao và bệnh phổi tắc nghẽn, hoạt động phòng chống đái tháo đường, phòng chống các rối loạn do thiếu iốt, công tác phòng chống HIV/AIDS được triển khai hiệu quả. 5 năm qua, việc tất cả các bệnh viện từ tuyến tỉnh đến cơ sở đều nỗ lực xây dựng những không gian bệnh viện hiện đại, thân thiện, xanh, sạch cũng là thành tựu nổi bật của ngành y tế tỉnh nhà. Trung tâm Y tế huyện Văn Giang với không gian đặc biệt ấn tượng luôn mang lại thiện cảm và yên tâm cho mỗi người dân khi đến thăm khám. Tôi cảm thấy là cũng gần như là ở nhà mình, rất là sạch sẽ đấy và không gian rất là thoáng đãng. Có được sự tin tưởng đó nơi người bệnh không phải là điều đơn giản, mọi việc đều được thực hiện với cái tâm của người thầy thuốc với những suy nghĩ giản đơn. Chúng tôi là xuất phát từ cái tâm mong muốn được phục vụ bà con cũng như là bà con kế thừa của gia đình mình ấy. Điều đáng mừng là các cơ sở y tế không bị động, trông chờ vào nguồn đầu tư từ trên mà luôn chủ động chuyển mình, nâng cao cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất, mang đến hình ảnh những bệnh viện hiện đại, chuyên nghiệp và trở thành sự lựa chọn hàng đầu của bệnh nhân dù bệnh tật phức tạp. Ông nhà mình thì áp huyết, tiểu đường, lao tim mạch, phổi. Lên đây được các bác sĩ nhất nhiệt tình, chu đáo mấy bệnh nhân và máy móc hiện đại. Điểm đột phá trong thành tựu 5 năm qua của ngành y tế Hưng Yên chính là sự phát triển về các dịch vụ y tế kỹ thuật cao. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu mà trước đây chỉ có bệnh viện tuyến trung ương thực hiện, nay đã được triển khai áp dụng thành công tại tỉnh nhà. Nhiều bệnh viện đã đầu tư phát triển vào lĩnh vực công nghệ cao như bệnh viện đa khoa phát triển về lĩnh vực điều trị ung thư, bệnh viện sản nhi phát triển về lĩnh vực điều trị vô sinh hiếm muộn, bệnh viện y dược cổ truyền phát triển về lĩnh vực phục hồi chức năng. Các trung tâm y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố cũng được trang bị hiện đại, tăng cường khả năng chẩn đoán và điều trị. Sau khi điều trị tại bệnh viện sản nhi Hưng Yên, vợ chồng anh Tuấn, chị Hoài ở xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ đã đón nhận niềm hạnh phúc vô bờ bến khi sinh đôi được hai cậu con trai kháu khỉnh. Em gia đình rất là vui và mừng là đã sinh được hai cháu. Thứ nhất là em cảm ơn các bác sĩ ở bệnh viện sản nhi Hưng Yên rất là nhiệt tình và chu đáo. Niềm vui của gia đình anh Tuấn hay niềm hạnh phúc của gia đình có người bị đột quỵ được các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Đa khoa Phố Nối cứu sống. Nhiều bệnh nhân ung thư được điều trị nút mạch hóa chất, tìm lại được cuộc sống bình yên, v.v. Đó là thành công và cũng chính là niềm hạnh phúc của đội ngũ y bác sĩ tỉnh nhà. Họ nỗ lực phấn đấu không phải vì những danh hiệu, những buổi vinh danh, mà chính là vì những niềm vui như vậy. Từ khi lựa chọn ngành y cho đến bây giờ, tôi luôn tâm niệm một điều rằng, ngành y là một nghề đặc thù liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con người. Bổn phận của người bác sĩ là cứu chữa người bệnh. Đó cũng là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào, là vinh dự và là niềm hạnh phúc của những người thầy thuốc như chúng tôi.
Cũng giống như bác sĩ Trung, đội ngũ những người làm y tế tỉnh nhà luôn tâm niệm về trách nhiệm lớn lao trị bệnh cứu người trong mọi hoạt động chuyên môn. Tất cả đã tạo ra sự thay đổi lớn về phong cách ứng xử, thái độ phục vụ trong ngành y tế tỉnh nhà, hướng tới sự hài lòng nơi người bệnh. Tất cả những điều đó đã cho thấy ngành y tế tỉnh nhà đang nỗ lực hết mình để mang thành tựu của y học hiện đại về với người dân quê hương.